Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn theo dõi những tin tức thế giới đáng chú ý trong bản tin toàn cảnh quốc tế tối nay của chúng tôi. Các quan chức Ukraine vừa yêu cầu chính quyền Tổng thống Mỹ Biden cung cấp thêm thông tin tình báo về vị trí lực lượng Nga và các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Nhóm nghị sĩ Ukraine cũng gặp gỡ các nghị sĩ Mỹ ở Washington để đề nghị họ cho phép Kiev sử dụng vũ khí Mỹ với lãnh thổ Nga. Yêu cầu trên của Ukraine ngày càng mạnh mẽ trong các tuần gần đây khi Nga gia tăng tấn công ở các tỉnh Kharkov nằm ở vùng đông bắc Ukraine. Thời gian qua, thì Nhà Trắng khẳng định không khuyến khích hoặc tạo điều kiện để Ukraine tấn công sâu vào Nga do lo ngại làm leo thang xung đột. Họ khẳng định không muốn để Ukraine sử dụng thông tin tình báo của Mỹ để tấn công vào các địa điểm bên trong nước Nga. Tuy nhiên, Mỹ có thể xem xét lại quan điểm trên trong bối cảnh tình hình mới. Trước đây, thì Mỹ cũng có cung cấp thông tin tình báo cho Ukraine về lực lượng Nga bên trong lãnh thổ Nga. Nhưng đó là khi quân Nga đang tập kết cho một cuộc tấn công tiềm tàng sang Ukraine. Ngoài ra, thì Ukraine cũng được tiếp cận hình ảnh vệ tinh thương mại, giúp họ nhìn thấy hoạt động của Nga tại các căn cứ quân sự lớn. Tuy nhiên, giới chức Ukraine cho hay, họ cần tăng số lượng và tính hiệu quả của các cuộc tấn công xuyên biên giới để gây sức ép buộc Nga chấm dứt xung đột vũ trang. Theo hướng đó, thì các quan chức Ukraine nói rằng họ cần thêm thông tin tình báo theo thời gian thực và nhiều thông tin hơn nữa từ các đồng minh về các mục tiêu Nga mà phương Tây coi là trọng yếu hàng đầu. Một cựu quan chức Ukraine nói rằng thông tin tình báo của Mỹ và phương Tây về các cơ sở quân sự Nga sẽ cho phép xây dựng đường bay chính xác hơn cho UAV và tên lửa dẫn đường của họ. Những vũ khí này sẽ phải bay thấp để tránh radar đối phương. Do vậy, cần có thông tin chi tiết về địa hình và lãnh thổ. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký luật cho phép một số tù nhân gia nhập lực lượng vũ trang trong bối cảnh lực lượng này chiến đấu với quân đội Nga ở phía đông bắc, phía đông và phía nam Ukraine. Reuters dẫn cơ sở dữ liệu của Quốc hội Ukraine ngày 17 tháng 5 cho biết, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã phê duyệt và ký ban hành luật cho phép tù nhân gia nhập lực lượng vũ trang gần 2 tuần sau khi dự luật được thông qua tại Quốc hội. Luật mới cho phép ân xá những người bị kết án nếu họ ký hợp đồng gia nhập quân đội. Một số quan chức cho rằng, đạo luật này có thể giúp quân đội Ukraine có thêm tối đa 20.000 binh sĩ. Những người bị kết án về các tội nghiêm trọng nhất như giết người từ 2 người trở lên, hiếp dâm và tội phạm an ninh quốc gia sẽ không được phép nhập ngũ. Ngoài ra, thì Tổng thống Zelensky còn ký tăng mức phạt đối với những người trốn quân dịch lên tới 8.500 hryvnia, tương đương với 218 đô la Mỹ. Trong khi đó, thì mức lương trung bình hàng tháng ở Ukraine là khoảng 560 đô la Mỹ. Từ lâu, thì nhân lực là một vấn đề khó khăn đối với quân đội Ukraine khi họ phải chiến đấu với lực lượng Nga được trang bị tốt hơn. Vấn đề thiếu nhân lực ngày càng trở nên trầm trọng hơn trong những tháng gần đây, khiến Ukraine phải đưa ra các biện pháp chặt chẽ hơn đối với những người trốn quân dịch. Một số nhà phân tích quân sự cho rằng, việc thiếu nhân lực là vấn đề lớn nhất của Ukraine. Nguồn cung cấp vũ khí mới, đặc biệt là từ Washington, dự kiến sẽ được sớm chuyển giao tới tiền tuyến. Để giải quyết bài toán nhân lực, Ukraine đã hạ thấp độ tuổi nhập ngũ từ 27 xuống 25, với độ tuổi giới hạn là 60. Đồng thời, chính phủ Ukraine cũng đã tạm thời đình chỉ các dịch vụ lãnh sự đối với nam giới trong độ tuổi quân sự, cư trú ở nước ngoài. Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cũng ký đạo luật yêu cầu nam giới thuộc diện miễn nghĩa vụ quân sự vì khuyết tật phải trải qua cuộc đánh giá y tế khác. Cùng đạo luật thì yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu trực tuyến về những người đủ điều kiện tham gia nghĩa vụ quân sự. Tờ New York Times đưa tin, một số đồng minh của Mỹ trong NATO đang tiến gần hơn tới việc điều động binh sĩ đến Ukraine để huấn luyện cho các lực lượng Kiev.
Theo tờ báo Mỹ, một số nhà thầu quân sự Mỹ đã có mặt tại Ukraine để sửa chữa các hệ thống vũ khí do Washington cung cấp. Ngoài ra, thì đối mặt với tình trạng thiếu binh sĩ, chính phủ Kiev đã đề nghị Mỹ và NATO giúp đào tạo 150.000 tân binh ngay trong lãnh thổ Ukraine để có thể điều các binh sĩ ra tiền tuyến nhanh hơn. Cũng theo New York Times, động thái này sẽ xóa mờ giới hạn đỏ trước đó và có thể khiến Mỹ và EU tham gia một cách trực tiếp hơn vào xung đột ở Ukraine. Mặc dù Nhà Trắng đã công khai phản đối việc điều các huấn luyện viên tới Ukraine, nhưng hôm 16 tháng 5, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Brown nhận định điều này là không thể tránh khỏi. Còn theo New York Times, một vấn đề nảy sinh khi triển khai các huấn luyện viên NATO tới Ukraine là Kiev phải chuyển lực lượng phòng không vốn đã khan hiếm ra khỏi vùng xung đột để bảo vệ khu vực các huấn luyện viên này có mặt khỏi những đợt không kích và tấn công bằng tên lửa của Nga. Theo tờ báo, thì Mỹ sẽ phải bắt buộc bảo vệ cho mọi huấn luyện viên NATO ở trong lãnh thổ Ukraine khỏi bị tấn công. Và điều này có nghĩa là khả năng kéo Mỹ vào cuộc chiến. Ý tưởng điều động binh sĩ NATO tới hỗ trợ quân đội Ukraine lần đầu tiên được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đề cập tới hồi tháng 2. Chia sẻ với New York Times, một quan chức Nhà Trắng giấu tên cho hay Nhà Trắng kiên quyết sẽ không đưa quân đội Mỹ tới Ukraine, bao gồm cả huấn luyện viên. Mỹ cũng kêu gọi đồng minh trong NATO hành động tương tự. Tuy nhiên, Anh, Pháp và Đức được cho là đang lên kế hoạch cử các nhà thầu bảo trì vũ khí tới vùng chiến sự Ukraine. Tờ New York Times nói thêm, mặc dù Mỹ đã cấm các nhà thầu quốc phòng đến Ukraine, nhưng Bộ Ngoại giao Mỹ đã cho phép số lượng ít người tới Ukraine để xử lý các hệ thống vũ khí cụ thể như hệ thống phòng không Patriot. Các huấn luyện viên Mỹ từng tham gia chương trình huấn luyện của NATO tại Yavorov ở miền Tây Ukraine, nhưng đã rút lui vào đầu năm 2022. Kể từ đó, thì Nga đã tấn công tên lửa vào cơ sở này nhiều lần. NATO đã huấn luyện cho hàng chục nghìn binh sĩ Ukraine ở Đức, Ba Lan, Anh và nhiều nơi khác. Tuy nhiên, chiến thuật của phương Tây tỏ ra kém hiệu quả trong cuộc phản công của Kiev vào mùa hè năm 2023. Tờ New York Times mô tả, xung đột ở Ukraine khác xa và khốc liệt hơn nhiều so với những gì quân đội Mỹ đã chiến đấu trong những năm gần đây. Theo các quan chức quân sự Mỹ giấu tên, việc huấn luyện bên trong lãnh thổ Ukraine sẽ cho phép các huấn luyện viên Mỹ thu thập thông tin nhanh hơn về những đổi mới đang diễn ra trên chiến tuyến ở Ukraine và từ đó cho phép họ điều chỉnh chương trình huấn luyện. Bộ Quốc phòng Nga ngày 17 tháng 5 thông báo, phòng không nước này đã đánh chặn 51 UAV tự sát trên bầu trời bán đảo Crimea, 44 chiếc tại vùng Krasnodar, 6 UAV tại bang Belgorod và 1 chiếc tại bang Kursk trong đòn tập kích ban đêm của Ukraine, Interfax đưa tin. Cùng ngày, thì máy bay và tàu tuần tra thuộc hạm đội Biển Đen phá hủy 6 xuồng không người lái Ukraine đang hoạt động trên biển. Thị trưởng thành phố Sevastopol trên bán đảo Crimea, ông Mikhail Razvozhye xác nhận một trạm biến áp chính của thành phố bị hư hại và việc sửa chữa sẽ kéo dài ít nhất một ngày. Phần lớn trường học tại Sevastopol đóng cửa trong ngày 17 tháng 5. Trong khi đó, các quan chức ở vùng Krasnodar cho biết, hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy lọc dầu Tuapest sau trận tập kích của Ukraine. Lực lượng cứu hỏa đã được huy động để kiểm soát ngọn lửa tại cơ sở này. Thống đốc bang Belgorod Vyacheslav Glakov sau đó thông báo UAV Ukraine rơi trúng một chiếc ô tô tại khu định cư Oktibirsky, khiến một phụ nữ và con trai 4 tuổi thiệt mạng. Ukraine những ngày gần đây tăng cường tập kích Crimea và các bang biên giới Nga bằng pháo, tên lửa và UAV, gây thiệt hại một số cơ sở lọc dầu và năng lượng của Nga. Tuy nhiên, đợt tập kích ngày 17 tháng 5 được đánh giá là có quy mô lớn nhất trong nhiều tuần. Từ ngày 10 tháng 5, Nga mở đợt tấn công ở tỉnh Kharkov, tiếp giáp bang Belgorod của Nga. Sau một tuần, thì lực lượng Nga đã thọc sâu vào phòng tuyến của Ukraine, kiểm soát một loạt khu định cư có diện tích trên dưới 100 km2 ở Kharkov và đang tiếp tục tiến công. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky ngày 12 tháng 5 thừa nhận Kiev đối mặt với tình thế ngày càng khó khăn ở khu vực Kharkov, song đang làm tất cả những gì có thể để giữ vững phòng tuyến. Theo giới quan sát, Nga dường như mở chiến dịch tấn công Kharkov để tạo vùng đệm bảo vệ Belgorod khỏi các đợt tập kích của Kiev. Song song hoạt động tiến công trên bộ, Nga triển khai bom phá hủy các cây cầu, tuyến đường quan trọng, ngăn Ukraine tái triển khai lực lượng tới gần biên giới.
tiếp tục các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn thảm họa nhân đạo tồi tệ xảy ra tại dải Gaza. Ngày 17 tháng 5, 13 nước phương Tây đã gửi thông điệp đến chính phủ Israel kêu gọi dừng cuộc tấn công bộ binh vào thành phố Rafah đông dân cư ở cực nam của dải Gaza. Theo truyền thông Israel, các nước đã gửi thông điệp chung cho Israel gồm có Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Thụy Điển, Anh, Canada, Australia, New Zealand, Nhật Bản và Hàn Quốc. Văn bản được Ngoại trưởng các nước ký và gửi đến cho Ngoại trưởng Israel. Trong thông điệp, các nước khẳng định phản đối việc Israel mở cuộc tấn công quy mô lớn vào thành phố Rafah do lo ngại những hậu quả thảm khốc đối với dân thường. Cùng với lời kêu gọi dừng cuộc tấn công vào Rafah, các nước cũng hối thúc Israel cho phép hàng cứu trợ nhân đạo được chuyển vào dải Gaza thông qua tất cả các cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu Rafah nối dải Gaza với bán đảo Sinai của Ai Cập. Cuộc tấn công của Israel vào Rafah cũng là một trong những chủ đề nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm Israel cuối tuần này của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ. Theo truyền thông Israel, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ sẽ hối thúc Israel không mở cuộc tấn công quy mô lớn vào Rafah do lo ngại xảy ra thảm họa nhân đạo cùng những hệ lụy nguy hiểm đối với an ninh toàn khu vực. Cùng ngày 17 tháng 5, giao tranh qua biên giới tiếp tục nổ ra ác liệt giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban. Trong đó, nhóm vũ trang Liban đã mở thêm một số cuộc tập kích tên lửa dữ dội sang lãnh thổ của Israel. Theo lực lượng phòng vệ Israel, cuộc tấn công đáng chú ý nhất của Hezbollah vào lãnh thổ Israel trong ngày 17 tháng 5 là đợt tập kích tên lửa quy mô lớn với khoảng 75 quả tên lửa được bắn đi từ miền nam Liban sang cao nguyên Golan và một số khu vực phía bắc Israel hồi chiều qua. Lực lượng phòng vệ Israel khẳng định đây là một trong những cuộc tập kích tên lửa lớn nhất mà Hezbollah tiến hành vào lãnh thổ Israel kể từ đầu đợt giao tranh kéo dài hơn 7 tháng qua giữa hai bên. Một số quả tên lửa đã bị lưới phòng không của Israel bắn hạ, số còn lại chủ yếu rơi vào các khu vực chống trải nên không gây thương vong nghiêm trọng về người. Quân đội Israel đã đáp trả bằng nhiều đợt không kích và pháo kích dữ dội vào hàng chục mục tiêu của Hezbollah tại khu vực biên giới, trong đó có địa điểm khởi phát các cuộc tấn công tên lửa sang lãnh thổ Israel. Trước đó, trong sáng qua, quân đội Israel cũng không kích một số mục tiêu ở miền nam Liban và khu vực thung lũng PK, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có 2 người quốc tịch Syria. Đợt giao tranh qua biên giới bắt đầu từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 giữa quân đội Israel và Hezbollah đã khiến gần 450 người chết, trở thành lần đấu đầu quân sự đẫm máu nhất giữa hai bên kể từ sau cuộc chiến thảm khốc vào mùa hè năm 2006. Thủ lĩnh Hezbollah khẳng định chiến dịch bắn phá của nhóm này vào Israel sẽ không dừng lại, chừng nào Israel chấm dứt các cuộc tấn công chống người Palestine tại dải Gaza. Nhóm vũ trang nổi dậy Houthi ở Yemen tuyên bố vừa bắn hạ một máy bay không người lái UAV MQ-9 Reaper tân tiến của Mỹ bằng hệ thống tên lửa đất đối không tự chế. Hãng thông tấn Sabah trích dẫn một tuyên bố của Houthi ngày 17 tháng 5 cho biết lực lượng phòng không của nhóm đã hạ UAV MQ-9 Reaper của Mỹ ở Marib, miền Tây Yemen. Houthi cáo buộc chiếc UAV nói trên đã thực hiện các hành động thù địch trong khu vực vào tối ngày 16 tháng 5. Quân đội Mỹ hiện vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc mất UAV tiên tiến. Tuy nhiên, một đoạn phim lan truyền trên mạng xã hội cho thấy xác của một chiếc UAV giống với kích thước và hình dáng của MQ-9 Reaper tại khu vực sa mạc vào ban đêm. Theo Sputnik, Houthi hiếm khi đề cập đến việc phá hủy thiết bị của các đối thủ trừ khi nhóm thực sự làm như vậy. Lầu Năm Góc cũng từng miễn cưỡng xác nhận các vụ tấn công nhắm vào MQ-9 Reaper trước đây. Sự cố mới đánh dấu đây ít nhất là chiếc UAV thứ 6 bị bắn rơi ở Yemen kể từ khi xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas bùng phát ở dải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Vụ việc diễn ra chỉ vài giờ sau khi thủ lĩnh nhóm Houthi đe dọa sẽ tập kích bất kỳ tàu thuyền nào hướng đến Israel ở Địa Trung Hải. Thủ lĩnh của nhóm Houthi nhắc lại rằng nhóm của ông coi Mỹ là đồng lõa với Israel trong chiến dịch quân sự chống lại người dân Palestine, đồng thời cáo buộc Washington đã ngầm chấp thuận cuộc tấn công của Tel Aviv vào thành phố Rafah, đông dân cư ở phía nam dải Gaza. Theo thủ lĩnh Houthi, các tên lửa và UAV của nhóm đã nhắm mục tiêu vào các tàu Mỹ hoạt động trong khu vực hơn 100 lần kể từ đầu năm nay. Nhóm cũng dùng 211 tên lửa nhắm bắn các tàu thuyền và cơ sở hạ tầng cảng của Israel 40 lần trong cùng thời gian.
Thủ lĩnh Houthi cảnh báo giai đoạn thứ tư của cuộc chiến dịch này sẽ nhắm tấn công tất cả các tàu vi phạm lệnh cấm đến Israel và hướng tới các cảng đang bị chiếm đóng của Palestine từ biển Địa Trung Hải và ở bất kỳ khu vực nào nằm trong tầm bắn của lực lượng Houthi. Hiện Mỹ và Israel chưa lên tiếng bình luận về mối đe dọa mới của Houthi. Các chuyến hàng viện trợ đã cập bến tàu do Mỹ xây dựng ngoài khơi dải Gaza ngày 17 tháng 5 theo giờ địa phương, trong bối cảnh Israel đang phải chịu áp lực toàn cầu trong việc cho phép thêm hàng viện trợ vào khu vực bị bao vây, nơi nước này đang có xung đột với các chiến binh Hamas và nạn đói đang rình rập người dân. Bến tàu nổi tạm thời đã được lắp ráp trước tại Israel và được chuyển đến vị trí ngoài khơi Gaza vào ngày 16 tháng 5, Bộ Tư lệnh Trung tâm thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết. Sau nhiều tháng thảo luận, Liên Hợp Quốc đã đồng ý hỗ trợ điều phối việc vận chuyển và phân phối viện trợ thông qua bến tàu nổi, với điều kiện chiến dịch này phải tôn trọng tính trung lập và độc lập của các hoạt động nhân đạo. Văn phòng truyền thông của Hamas ở Gaza cáo buộc, Washington đang chỉ cố cải thiện hình ảnh đang xấu đi thông qua hoạt động này. Cùng quan điểm với Liên Hợp Quốc, các nhóm nhân đạo và chính Washington, Hamas nhấn mạnh rằng bến tàu của Mỹ không đủ để đáp ứng nhu cầu nhân đạo và yêu cầu các chuyến hàng viện trợ lớn hơn đến Gaza thông qua đường bộ. Liên Hợp Quốc cho rằng việc chuyển hàng viện trợ bằng đường bộ là cách khả thi và hiệu quả nhất để chống lại cuộc khủng hoảng nhân đạo tại khu vực có 2,3 triệu dân này. Được biết, hoạt động xây dựng bến tàu ước tính tiêu tốn 320 triệu đô la Mỹ và có sự tham gia của 1.000 binh lính Mỹ. Các quan chức Mỹ thông tin rằng bến tàu ban đầu sẽ tiếp nhận 90 xe tải mỗi ngày, nhưng con số này có thể lên tới 150 xe. Theo Liên Hợp Quốc, cần ít nhất 500 xe tải chở hàng viện trợ thương mại đến Gaza mỗi ngày. Hồi tháng 4, trung bình có 189 xe được đi vào Gaza mỗi ngày. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, hơn 360 xe chở hàng viện trợ đã được thông quan vào Gaza trong hôm 16 tháng 5 vừa qua. Theo Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập, 1.574 xe tải vẫn bị mắc kẹt ở Ôn Aris, Ai Cập, tính đến hôm 16 tháng 5, chờ vào Gaza thông qua Rafah với những thực phẩm quan trọng. Các bạn vừa xem bản tin toàn cảnh quốc tế, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.